Thưa quý vị, mới đây hãng xe VinFast vừa thông báo triệu hồi hơn 2.700 xe VF8 Eco và VF8 Plus do hãng sản xuất từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023 nhằm kiểm tra và thay thế bu lông kết nối bộ kẹp phanh cầu trước với khớp nối chịu lực. Do lo ngại, lỗi phanh có thể có nguy cơ làm giảm tác dụng của phanh phía trước. Cụ thể, các xe VinFast VF8 Eco và Plus được trang bị hệ thống phanh đĩa với bộ kẹp phanh được liên kết với khớp nối chịu lực Do lỗi lắp ráp linh kiện nên có khả năng bu lông kết nối bộ cày phanh cầu trước với khớp nối chịu lực bị lỏng khi xe vận hành, dẫn đến nguy cơ có khả năng làm giảm tác dụng của phanh phía trước. Lỗi trên được VinFast phát hiện thông qua quá trình kiểm tra, thử nghiệm thường xuyên trên thực địa. Để khắc phục triệt đề vấn đề, VinFast quyết định triệu hồi 2.781 xe trong diện bị ảnh hưởng để kiểm tra và thay thế miễn phí bu lông mới với vòng đệm và lực siết phù hợp. Hiện tại VinFast đã báo cáo thông tin về xin phê duyệt kế hoạch triệu hồi xe VF8 tới cục đăng kiểm Việt Nam. Từ ngày 19 tháng 2 năm 2023, chủ sở hữu có thể mang xe đến các cơ sở showroom, xưởng dịch vụ VinFast trên toàn quốc để được kiểm tra và khắc phục hoàn toàn miễn phí.